Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 8 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở chương 3 rồi, đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp tục hướng dẫn em ở chương 4, đó chính là định lý Thales. Sau khi mình ta học định lý Thales thì chúng ta sẽ biết cách lập được các tỷ lệ, các tỷ lệ trong tam giác, và chúng ta cũng sẽ biết được một phương pháp chứng minh của các đoạn thẳng song song. Các em nha, ở trong phần định lý Thales này gọi là định lý Thales đảo các em. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở bài đầu tiên ở trong cái chương này, đó chính là định lý Thales trong tam giác. Ok, thầy sẽ hướng dẫn em cái câu hỏi, giải quyết câu hỏi mở đầu này. đáng lẽ chúng ta học xong, chúng ta quay lại, chúng ta làm cái anh này được nè, nhưng mà thôi, thầy sẽ giải quyết cho em luôn, cho không sợ là nó sẽ bị quên ha. Cây cầu AB bắc qua một con sông có chiều rộng là 300 m. Em thấy cái cầu AB là cầu này này, chiều rộng là 300 m. Để đo khoảng cách giữa hai điểm C và D, nghĩa là ở đây chúng ta cần phải đo hai cái anh này này. Người ta chọn điểm E trên đường thẳng AB sao cho ba điểm ECD thẳng hàng, nghĩa là ba cái điểm này thẳng hàng này. Trên mặt đất người ta đo được AE này, em thấy ở đây AE không? EC. Người ta tính khoảng cách giữa CD như thế nào? Thì cái này á là vì ở đây là chúng ta áp dụng định lý Thales trong một tam giác EBD, chúng ta có là AC song song với BD. Nên từ đây chúng ta, sau khi chúng ta học được cái bài này xong này, chúng ta sẽ lập được các cái cặp tỷ lệ. Ở đây cụ thể chúng ta tính CD mà chúng ta biết EA, AB, EC và tính CD thì chúng ta sẽ lập là EA trên AB. EA trên cho AB sẽ bằng EC trên cho CD. Thầy nhắc lại cái em một xíu về cái chương trình tỷ lệ thức ở chương trình lớp 7 này. Ta có A phần B bằng C phần D. Hai này bằng nhau. Nếu như nào, chúng ta lấy A nhân D bằng B nhân C. Nghe, ta lấy A nhân D này bằng B nhân C. Giả sử như để tính B đi. Giả sử để tính B, từ cái này thầy suy ra B ở đây sẽ bằng là A nhân D chia cho C. Cái này là chương trình lớp 7 này. Cái này chương trình lớp 7 em nha. Thuộc về phần kiến thức của tỷ lệ thức. Tỷ lệ thức. Như vậy thầy áp dụng vào cái này. Nhưng mà mục đích ta đi tính CD thì em cứ nhân lên, em cứ nhân chéo lên. Ở đây ta tương đương là EA. EA đây. EA nhân CD. Nhân chéo em hiểu không? Nhân chéo này. Lấy AB nhân cho AB nhân cho IC. Từ đó chúng ta sẽ suy ra ở đây mục đích chúng ta đi tính CD. Như vậy CD của chúng ta ở đây sẽ bằng là gì các em? Phía bên này đây chính là chúng ta lấy AB nhân IC. Hiểu không? Chia cho gì nào? Chia cho IA. Như vậy thì ở đây chúng ta có AB thế số vô này, AB chúng ta là 400. EC chúng ta là 500. Chia cho EA ấy. Đâu? AB chúng ta 300 nhé, xin lỗi. AB là 300 đúng không? Nhân cho EC là 400, chia cho EA 500 nhé, chia EA đây là 400. Ở đây sẽ bằng. Đây các em. Chúng ta sẽ dùng máy tính ta bấm. 300 nhân 500 sẽ bằng chia cho 400. Bằng 375 nha. 375 m. Như vậy cái anh này là bằng 375 m này. Hiểu chưa? AB bằng 300 này. Là EC bằng 500 chia cho EA này. Bằng 375 m. Vậy thôi. Như vậy thì cái khoảng cách chúng ta kết luận khoảng cách giữa C và D là 375 m. Rồi chúng ta người câu lấy câu hỏi người ta làm câu trả lời của mình các em nha. Ta đi sang phần 1 nha. Ta đi sang phần 1, đó chính là đoạn thẳng tỷ lệ. Ta đi sang ở cái hoạt động đầu tiên, tỷ số của hai đoạn thẳng cho hình 4.2, em hãy thực hiện các hoạt động sau. Ở đây người ta cho em ba cái đoạn thẳng đó, MN này, AB và CD. Hoạt động 1 này, hãy tìm độ dài của hai đoạn thẳng
AB và CD nếu chọn MN làm đơn vị độ dài. Với các độ dài đó, hãy tính tỷ số AB và CD. Các em cứ lấy MN là một đơn vị thì chứng tỏ AB này là mấy đơn vị? Cái này là 1, 2, 2 đơn vị này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 đơn vị. Có đúng không? Nhưng mà khi đó thì chúng ta thấy là bây giờ này, ta trình bày trên giấy cho nó rõ nha. MN là bằng 1. Ở đây chọn hoạt động 1 này. Chọn MN làm đơn vị, nó cho là 1. Đúng nè. Khi đó, xem đi, khi đó AB bằng mấy? AB bằng 2, 1, 2 này. Và CD người ta bằng mấy? 6 đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ha. Do đó ta lập cái tỷ lệ AB trên CD sẽ bằng 2/6. Ở đây chúng ta chia 2, ở đây chia 2 nghĩa rút gọn phân số ấy, để tối giản bằng 1/3. Được đúng không? Vậy thôi. Rồi, tiếp tục. Rồi, dùng thước thẳng đo độ dài hai đoạn thẳng AB và CD đơn vị cm rồi dùng kết quả để vừa đo để tính số tỷ số AB phần CD. Đó nè. Thì cái này chúng ta dùng thước chúng ta đo thôi. Bây giờ dùng thước đúng không? Hoạt động 2. Dùng thước đo. Ta có AB bằng CD bằng. Đây. Đo cho các em xem luôn. Bằng 3 đúng không? AB chúng ta bằng 3 cm này. Thấy chưa? AB chúng ta là bằng 3 cm. Rồi CD chắn là bằng 9 luôn chàng nào. Đây. Đấy, thấy chưa? Bằng 9 thấy chưa? Thấy từ 0 ở đây là 9 thấy chưa? Rồi. Đây là cho thoát được. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ lập cái tỷ số AB phần CD 3/9 thì kết quả ở đây cũng bằng 1/3. Vậy thôi, người ta yêu cầu cái hoạt động 3 chúng ta là so sánh hai tỷ số tìm được trong hai hoạt động trên, nghĩa là nó như nào bằng nhau. Có đúng nè. Hoạt động 3. Các em trả lời cái tỷ số AB phần CD ở hoạt động 1 và hoạt động 2 bằng nhau. Và điều bằng gì? Điều bằng 1/3. Hiểu chưa? Ok. Vậy thôi. Nói chung về định lý Thales này thì thầy cũng lưu ý luôn là chúng ta học về cái tỷ số rất là nhiều. Theo cái áp dụng một số tính chất của tỷ lệ thức cũng nhiều. Nên nếu mà bạn nào mà không nắm vững cái kiến thức tỷ lệ thức á, thì em vào lại chương trình lớp 7 để chúng ta học lại chương trình tỷ lệ thức em nha. Như vậy thì ở đây chúng ta đi sang phần nhận xét này. Ta có nhận xét rằng khi ta thay đổi đơn vị đo, tỷ số độ dài đoạn thẳng AB và CD không thay đổi. Em thấy nào? Ta gọi tỷ số đó là tỷ số của hai đoạn thẳng AB và CD. Em ghi phần này vô cho thầy này. Tỷ số của hai đoạn thẳng là tỷ số độ dài của chúng theo cùng đơn vị đo. Nghĩa là cùng đơn vị đo nghĩa là gì? Ví dụ cm thì theo cm hết, mét thì mét hết. Ví dụ như AB là cm thì CD cũng phải là cm, cho trên đây là mét mà dưới đây cm thì không được. Ta hiểu cùng đơn vị đo, hiểu chưa nào? Đó, như vậy thôi. Ta đi sang phần luyện tập 1. Tìm tỷ số các cặp đoạn thẳng độ dài sau. MN 3 cm, BQ 19 cm, chứng tỏ ở đây chúng ta đã có cùng đơn vị độ dài chưa? Có rồi đúng không nào? Tìm tỷ số các cặp đoạn thẳng như vậy thì ở đây chúng ta có này. Câu A. Bây giờ chúng ta sẽ lập MN trên BQ sẽ bằng là 3/9, như vậy đây là 1/3. Đúng không nào? Bây giờ thầy sẽ lập BQ phần MN sẽ bằng 9/3 thì sẽ bằng 3/1. Câu B.
Ở đây em lưu ý này, đây 25 và đây là 10, em thấy nó có cùng đơn vị đo không? Ở đây cm mà đây dm thì chúng ta phải đổi, chúng ta phải đổi nha. Như vậy thì cứ 1 dm là bằng 10 cm, nhưng mà cái này chúng ta đổi ra ở đây sẽ bằng 100 cm. Sau đó chúng ta mới lập, nhưng mà khi đó là chúng ta có EF trên HK sẽ bằng 25. Ở đây các em ghi phần 10 là em sai này, 25 phần 10 là em sai ngay, mà phải là 25 gì phần 100. Ở đây chia 25, đang chia 25 là bằng 1/4. Các em hiểu chưa? Hoặc là chúng ta lập HK trên EF sẽ bằng 100 chia 25 sẽ bằng 4/1. Nếu mà các em á mà không có nhanh cái bộ não, các em không nhanh á, không nhanh, không rút gọn được, không nhẩm được, thì em sẽ nhập ở trong máy tính cái phân số chúng ta ở đây này, cái nút này này, cái nút phân số này, ta nhập 25, ta bấm cuộn xuống đây phần 100, ta bấm dấu bằng thì ngay lập tức máy tính nó sẽ rút gọn cho em, giống như chương trình lớp 6 và lớp 7 ấy, học về phân số thầy đã hướng dẫn em rồi. Nếu nghĩa là bạn nào chậm thôi, mà những cái này rất là dễ, không có khó rồi. Ok, ta đi sang phần tiếp theo, đoạn thẳng tỷ lệ cho 4 đoạn thẳng AB, CD, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Ta thấy này, rồi nếu như ở đây AB trên CD bằng 2/3, mà A phẩy, B phẩy trên C phẩy, D phẩy cũng bằng 2/3, thì ta có tỷ lệ thức. Các em thấy tỷ lệ thức không? Tỷ lệ thức nghĩa là chúng ta có A phần B mà C phần D này, nếu như hai thằng này bằng nhau thì nên sẽ lập được một tỷ lệ thức. Còn nếu A phần B mà nó khác C phần D thì cái này không lập được tỷ lệ thức, theo nội dung kiến thức chương trình lớp 7 ta đã được học, được chưa? Như vậy khi mà nó bằng nhau thì nó lập được tỷ lệ thức, còn nó khác nhau thì không lập được tỷ lệ thức. Đây cái dấu này là dấu khác này, còn dấu này là dấu bằng, hiểu chưa nào? Ta có định nghĩa này như sau này, hai đường thẳng AB, CD được gọi là tỷ lệ với hai đường thẳng này nếu có lệ thức này xảy ra, nghĩa là AB phần CD. Tại sao các em thấy từ đây mà lại suy ra đây được không nào? Thầy hướng dẫn xíu nha, thầy giảng cái này một chút để các em hiểu, rồi thầy sẽ nói lại chỗ đây để chúng ta hiểu. Chúng ta từ khác chúng ta nhớ thôi, ví dụ chúng ta có A phần B bằng C phần D, thì nếu nguyên tắc mà nó bằng nhau ấy, thì nó sẽ nhân chéo, chúng ta lấy A nhân D bằng B nhân C đúng không? Thì các em thấy này, thực chất công thức đấy là hai thằng này nó sẽ đổi nhau này về vị trí này, nghĩa là A ở đây là D, thì khi đó C này này nó sẽ xuống thế vị trí của B, thì C ở đây và B nó sẽ nhảy lên chỗ này, hai thằng này là bằng nhau, thậm chí cái D này nó nhảy lên đây và A này nó nhảy xuống đây vẫn được nha. Đây đó, chúng ta muốn đổi, đổi sao cứ bắt chéo cho thầy là được, ý thầy mình đang muốn nói là như vậy. Như vậy thì ở đây em thấy nó đổi này, nó đổi giữa hai thằng này này, khi đó AB nó sẽ nhảy lên đây, được ra đây này, CD nó nhảy lên đây, thấy chưa, hiểu chưa nào? Tỷ lệ thức là như vậy. Ok, chúng ta sẽ đi sang phần tiếp theo. Ta ghi phần này vô không thầy nha. Đúng nào. Rồi, chúng ta sẽ đi sang phần tiếp theo. Ta đi sang phần luyện tập 2. Cho tam giác ABC và một điểm B phẩy nằm trên cạnh AB, qua điểm B ta vẽ một đường thẳng song song này. Nhớ là khi mà áp dụng định lý Thales là nhớ phải song song, chứ nó không song song thì không áp dụng được nha. Với BC, các AC tại C phải dựa vào hình vẽ, hãy tính và so sánh các tỷ số sau và viết các tỷ lệ thức. Nếu nó bằng nhau thì ra được các tỷ lệ thức, mà nó khác nhau thì nó không ra được các tỷ lệ thức nha. Thì bây giờ chúng ta có này, chúng ta sẽ tính này, câu A này, AB phẩy trên AB bằng, rồi AC phẩy trên AC bằng. AB phẩy nha. Ở đây chúng ta thấy ở đây là AB phẩy, chúng ta điếm số ô này, 1 2 3 4. Như vậy là 4 ô trên AB, 1 2 3 4 5 6, 6 ô. Nhưng mà kết quả đi sẽ bằng 2/3. Tương tự như vậy chắc chắn cái này bên này giống nhau này. 4/6 cái này cũng bằng 2/3. Từ đây thầy suy ra A, chúng ta có lập được tỷ lệ thức không? Có. AB phẩy trên AB sẽ bằng là AC phẩy trên AC. Hiểu chưa? Cái này là cơ sở để chúng ta đi chuyển sang cái phần tiếp theo là định lý Thales này. Tiếp tục, AB phẩy trên B phẩy B ấy bằng
AC phẩy trên C phẩy C bằng, như vậy cái này chúng ta đếm là 4 đúng không? BB phẩy này 1, 2 này, như vậy đây là 2, như vậy tỷ lệ đây là 2/1. Cái này cũng vậy, 2/1. Từ đây chúng ta suy ra AB phẩy, cái này đã chính là cũng là nội dung của định lý Thales này các em này. Định lý Thales nghĩa là khi chúng ta có B phẩy, C phẩy song song với BC, khi đó nó sẽ định ra các cái tỷ lệ thức này. Đây này, cái câu C này các em, nó là xong nha, dễ lắm. AB bằng CC phẩy trên AC bằng bằng mấy phần mấy các em? Thế là bằng 2/6 1/3. Đó. Đây một cái phẩy thôi em. C phẩy C. Được chưa nào? Rồi, xong rồi đó. Đây chính là cơ sở để chúng ta học cái nội dung định lý Thales. Nếu chúng ta có B phẩy C phẩy song song với BC thì chúng ta suy ra ba cái này. Nghĩa là ở trong đây ví dụ như cạnh AB thì chia thành 3 đoạn, đoạn nhỏ thứ nhất, đoạn nhỏ thứ hai và đoạn tổng. Thì khi đó chúng ta lấy đoạn nhỏ thứ nhất này trên đoạn tổng, lấy đoạn nhỏ thứ hai trên đoạn tổng và lấy, đúng nè, nghĩa là đoạn nhỏ thứ nhất trên đoạn tổng, đoạn nhỏ thứ hai trên đoạn tổng, hoặc là lấy đoạn nhỏ thứ nhất trên đoạn nhỏ thứ hai, hay là đoạn nhỏ thứ hai trên đoạn nhỏ thứ nhất, là tùy theo chúng ta lập tỷ lệ thức thôi, đều được ok hết các em nha. Rồi, ta đã hiểu chưa nào? Chúng ta sẽ đi sang phần 2, nội dung định lý Thales. Định lý Thales trong tam giác, trong luyện tập 2, khi B phẩy C phẩy song song với BC, ta có thể ta có các tỷ lệ thức như vậy, thì hồi nãy ta đã giảng em rồi. Máy này bằng nhau hết. Đây, cực kỳ gọi là dễ hiểu. Kém nhớ này, đoạn nhỏ thứ nhất, đoạn nhỏ thứ hai, cái này thầy gọi nó là đoạn tổng. Đoạn nhỏ thứ nhất, đoạn nhỏ thứ hai, phía bên này là đoạn tổng. Tổng. Như vậy phía bên này lập như thế nào thì phía bên đây sẽ lập như thế đó. Các em hiểu chưa? Như vậy ở đây các em nhìn này, đoạn nhỏ thứ nhất này trên đoạn tổng này, thì bên đây cũng là đoạn nhỏ, nó sẽ bằng đoạn nhỏ thứ nhất trên đoạn tổng. Rồi, đoạn nhỏ thứ nhất trên đoạn nhỏ thứ hai, thì bên đây cũng là đoạn nhỏ thứ nhất trên đoạn nhỏ thứ hai. Đoạn nhỏ thứ hai trên đoạn tổng, bên đây cũng là đoạn nhỏ thứ hai trên đoạn tổng. Học thuộc giùm thầy cái này nha. Đây, ta ghi nội dung định lý Thales vô. Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại, thì nó định ra trên cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ. Thì cái này nó đã B phẩy C phẩy này, nhớ là nó phải song song nhé. Cái điều kiện để xảy ra cái định lý Thales là nó phải song song. Cho nếu như chúng ta vẽ như này, chúng ta vẽ chệch ra lên như này thì nó không song song thì chúng ta không áp dụng định lý Thales các em nha. Hiểu chưa? Ok chưa? Nhớ đoạn nhỏ thứ nhất, đoạn nhỏ thứ hai, đoạn nhỏ thứ nhất, đoạn nhỏ thứ hai, và cái cạnh hai bên đó chính là đoạn tổng, và cứ thế mà chúng ta làm thôi. Ở ví dụ 1, người ta tìm độ dài x, ở đây người ta đã cho em này, nhớ điều kiện người ta phải cho em song song. Còn nếu nó không song song, ta phải chứng minh nó song song thì chúng ta mới áp dụng được định lý Thales nha. Nếu người ta không cho sẵn, em hiểu không? Như vậy ở đây người ta lấy đoạn nhỏ thứ nhất này trên đoạn nhỏ thứ hai, giống như cái bài phần mở đầu á. Đoạn nhỏ thứ nhất trên đoạn nhỏ thứ hai, nghĩa là ở đây chúng ta có 2/4 này. Đó, ta suy ra này. Tại vì ở trong phần mở đầu chúng ta đã thầy đã nói rồi, hai này cứ nhân chéo suy ra, chúng ta nhân là chúng ta tính ra thôi. Hiểu chưa? Và các chỉ số này nhớ là phải cùng đơn vị đo. Lưu ý là như vậy. Nhớ ghi thầy cái phần này vô. Học. Ghi giả thuyết kết luận ở đây. Học, vẽ cái này vô. 1 2 3. Đấy, nội dung định lý Thales là ba cái này này. Ghi này. Vẽ cái hình, ghi giả thuyết kết luận. Ok. Thầy chỉ làm cho em phần luyện tập. Luyện tập 3 nha. Luyện tập 3 em. Ở câu A, người ta đã cho MN song song với lại BC. Ở đây em thấy đoạn gì? Nhỏ thứ nhất và đoạn nhỏ thứ hai. Rồi, thấy chưa?
Vì đây MN ở song song với BC, các em ghi áp dụng định lý Thales vào cái tam giác ABC ta có đoạn nhỏ trên đoạn tổng, đoạn nhỏ trên đoạn nhỏ ha, AM trên nhĩ MB sẽ bằng AN trên NC ha. Hay thế số 6,5 trên x sẽ bằng là 4 trên 2. Từ đây chúng ta suy ra, các em coi này, thầy nói chậm cho đây một xíu để các em dễ hiểu nha. Các em nhân chéo lấy 2 nhân đây. Rồi, chúng ta làm chậm một bước đây, 6,5 nhân 2 ở đây theo đường chéo. Trong quá trình làm các em có khả năng bỏ bước này cũng được, nhưng thầy sợ một số bạn chậm nên không hiểu bước này thôi. Chúng ta lấy 2 nhân chéo lên đây, lấy x nhân chéo lên số 4 này. Đó. Từ đây chúng ta suy ra, thậm chí các em có ghi vào bài thì cũng không có sai. Toán học mà em, cái này là giống chương trình lớp 7 này. Như vậy x này sẽ bằng là lấy phía bên đây, 6,5 nhân 2 chia cho 4. Các em hiểu không? Sẽ bằng. Rồi. Các em lấy 6,5 nhân 2 bằng chia 4. 3,25 nghe. 3,25. Rồi chúng ta làm tương tự như vậy. Ở đây người ta yêu cầu như đây, chúng ta sẽ đi tìm đoạn tổng này là BH là Y này. Chứng tỏ ở đây chúng ta đã thấy này, ở đây người ta không cho song song nhưng bù lại người ta lại cho vuông góc này. Cho vuông góc này để mục đích làm gì? Để chúng ta đi chứng minh nó là song song, nghĩa là chứng minh EF này sẽ song song HG bằng cách suy luận mà chúng ta chương trình lớp 7 chúng ta được học rồi. Ở chương trình lớp 7 chúng ta được học là nếu A song song với C, B thầy nói A vuông góc với C và B vuông góc với C, thì từ đây chúng ta suy ra A sẽ song song với B. Ta áp dụng cái này để chúng ta giải quyết để chứng minh là song song trước. Câu B này, chứ đừng có đùng đùng mà nhảy vô mà áp dụng định lý Thales liền là không được, tại vì ở đây người ta chưa cho song song. Ở đây các em ghi là vì EF vuông góc với lại BH, đúng không? HQ vuông góc với BH. Từ đây thầy sẽ suy ra EF sẽ song song với HQ. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ áp dụng định lý Thales vào cái tam giác BHQ, BQH cũng được. Có ở đây em nhìn này, cái ở đây người ta cho em đoạn tổng, tính đoạn tổng là BH, cho đây là BE, thì chúng ta cứ lập là BE trên BH, thì tương ứng phía bên đây sẽ là BF trên BQ. Em hiểu không nào? Lập tương ứng em nhé. Hay BE, BE trên BH thì có rồi, nhưng mà ở đây là gì? BQ, BQ thì bằng BF cộng cho FQ. Có đúng chưa nào? BF cộng cho FQ. Đấy. Như vậy đây ra được là gì? BE chúng ta là 4 này, trên đây cho Y sẽ bằng BF ta là 5. BQ, BQ chúng ta sẽ bằng là BF cộng FQ, nghe các em lấy 5 cộng 3,5. Thầy làm nhanh từ đây. Có được không nào? Như vậy 5 cộng 3,5 là bằng 8,5. Như vậy thì ở đây chúng ta lấy 4, tương đương lấy 4 nhân 8,5 sẽ bằng Y nhân 5. Từ đây thầy suy ra Y này sẽ bằng 4 nhân 8,5 chia 5. Không nào? Như vậy chúng ta sẽ lấy 4 nhân 8,5 bằng chia 5, 6,8 nha. 6,8. Rồi xong câu A và câu B. Như vậy chúng ta đã biết cách hiểu và áp dụng được định lý Thales chưa nào? Nhớ người ta chưa cho song song thì người ta phải cho các em gì đó để chứng minh nó song song thì các em áp dụng được định lý Thales. Chưa chứng minh song song thì không áp dụng được. Nhớ nha. Rồi, ta sẽ đi sang phần tiếp theo. Nãy là nếu mà nó song song thì chúng ta suy ra tỷ lệ. Bây giờ nếu chúng ta chứng minh các cặp tương ứng tỷ lệ thì chúng ta suy ra nó song song. Vậy thôi. Ta đi sang định lý Thales đảo, ta đi sang hoạt động 4 em.
ta đi sang hoạt động 4. Cho tam giác ABC có, đây là AB em ta là bằng mấy? AB em ta đây là độ dài tổng, đây là bằng 6. AC đây là bằng 9. Trên cạnh AB lấy điểm B phẩy, trên cạnh AC sao cho đây là AB phẩy đây là bằng 4. Còn cái thằng AC phẩy là bằng 6. So sánh các tỉ số, người ta yêu cầu gì thì cứ làm như vậy thôi. AB phẩy trên AB ở đây là bằng 4 phần 6 là kết quả bằng 2 phần 3, đúng không? AC phẩy trên AC sẽ bằng 6 phần 9 thì cái này bằng 2 phần 3. Từ đây chúng ta suy ra AB phẩy trên AB sẽ bằng AC phẩy trên AC, đúng chưa? Rồi, vẽ đường thẳng A đi qua điểm B phẩy và song song với BC, đường thẳng A cắt điểm AC tại C phẩy như này, tại điểm C 2 phẩy nhé. Tính độ dài cái đoạn thẳng C 2 phẩy, tính độ dài như vậy thì chúng ta áp dụng định lý Thales thôi, đúng không? Ta áp dụng định lý Thales vào tam giác ABC ta có, thì giờ chúng ta lập tỷ lệ thôi. Như vậy chúng ta có AB phẩy trên AB sẽ bằng AC 2 phẩy trên cho AC, đúng không? AC 2 phẩy này. Bây giờ người ta yêu cầu em tính AC 2 phẩy. Hay ở đây người ta thấy số vô 4 phần 6 sẽ bằng AC 2 phẩy trên 9. Người ta cứ làm yêu cầu gì người ta làm ở đó thôi. Từ đây người ta suy ra AC 2 phẩy bằng, chúng ta lấy này nhân chéo này và người ta chia thằng này. Ta lấy 4 nhân 9 chia 6, 4 9 36 chia 6 là bằng 6. Đơn vị đây là gì? Cm. Vậy AC 2 phẩy là bằng 6 cm. Xong. Được chưa? Tiếp tục. Nhận xét gì về hai cái điểm C phẩy và C 2 phẩy và hai đường thẳng B phẩy, B phẩy C phẩy và BC. Như vậy ở đây ta nhận xét là hai cái điểm C phẩy trùng, nó sẽ trùng với C 2 phẩy, trùng nhau, đúng không? Nên từ đó chúng ta sẽ suy ra B phẩy C 2 phẩy nó sẽ song song với lại BC. Nên từ đây chúng ta cũng suy ra là B phẩy C phẩy nó cũng sẽ song song với lại BC. Mục đích chúng ta là như vậy. Nghĩa là cái nội dung của định lý Thales đảo nghĩa là gì nè? Nghĩa là ở đây chúng ta sẽ gì? Từ các cái tỷ lệ này, nếu chúng ta lập được tương ứng các tỷ lệ bằng nhau theo tỷ lệ thức á, thì chúng ta suy ra nó song song. Còn theo định lý Thales thì nếu như ở đây là B phẩy C phẩy này song song BC thì chúng ta lập được các cái tỷ lệ thức. Còn nếu chúng ta lập được các tỷ lệ thức thì chúng ta suy ra nó song song. Chúng ta hiểu vấn đề không nào? Đảo là như vậy, giống như định lý Pythagore đảo em. Rồi chúng ta sẽ ghi thành phần này vô, ghi giải thích kết luận và biểu hình này vô. Ba cái. Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh một tam giác và định ra trên đường thẳng này tương ứng tỷ lệ này, thì đường thẳng đó song song và cạnh còn song song với cạnh còn lại của tam giác. Nghĩa là ở đây nếu em tìm được ví dụ như là AB phẩy này, AB phẩy trên AB bằng AC phẩy trên AC, hoặc là AB phẩy trên B phẩy B nó bằng C phẩy, nó sẽ bằng AC phẩy trên C phẩy C, hoặc là BB phẩy trên AB, CC phẩy trên AC, thì chúng ta sẽ suy ra B phẩy C phẩy song song với BC. Chứ không phải một cái này nhá. Tại vì theo định lý của Thales thì chúng ta lập được 3 cái cặp tỷ lệ, nên là chúng ta lấy cặp tỷ lệ nào cũng được để suy ra nó song song nếu chúng ta lập được mà nó bằng nhau. Hiểu chưa? Ok. Ta ghi phần này vì cái hình và ghi này phần giải thích kết luận này vô trong vở em nha. Ở đây ví dụ 2, quan sát chứng tỏ MN song song ES thì ở đây chúng ta lập tỷ lệ thôi. Đây người ta cho hai cạnh nhỏ thì chúng ta lập DM trên MI. Chúng ta lập trước, chúng ta đừng vội kết luận trước. Chúng ta lập tỷ lệ trước này. Ta lập tỷ lệ trước, sau đó chúng ta kết luận ở đây mà nó bằng nhau thì chúng ta suy ra song song, chứ không phải chương gì mà kết luận nó bằng nhau này liền là không được. Phải có cái số liệu ở đây này.
ở đây 1 phần 2, 1 phần 2. Nếu giả sử như ở đây 1 phần 2 mà em lập tỷ lệ đây là 2 phần 3, thì khi đó M giả sử thôi nha, MI nó khác với lại DN trên NF, thì cái này nó không song song. Không song song, nghĩa là người ta suy ra nó không song song, nếu mà tỷ lệ nó khác nhau. Còn nếu ở đây tỷ lệ mà nó bằng nhau thì chúng ta mới suy ra nó ở đây là song song. Còn nếu mà ở đây là khác nhau thì chúng ta suy ra nó không song song. Hiểu chưa? Quá hiểu chứ còn nữa em, đúng không? Về phần vận dụng thì thầy đã làm cho em rồi. Và nhớ cái anh CD này sẽ bằng là bao nhiêu? 375 m. Cái này chúng ta đã làm áp dụng định lý Thales. Vậy thôi. Hiểu chưa? Về phần bài tập. Đây em. Chúng ta làm giùm thầy các bài này nha. Nếu mà nó ngắn á, mà nó dễ thì thầy sẽ làm hết trong một clip. Còn nếu nó khó thì và nó dài thì thầy sẽ làm cho em 2 clip. Các em nhớ thầy, chúng ta phải làm trước. Làm trước chứ không phải xem clip của thầy trước nha. Làm trước. Chúc em học tốt, bye bye. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh của thầy Quang với thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Ok. Hòa đang đẹp các em. Đấy, đẹp luôn.